Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tạo Như Lai nghiệp danh màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 2, phần 3, tập hợp tất cả pháp Phật phần 1. Lúc bấy giờ, Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ Bạch La Bạch bạch Thế Tôn: Các thức có bao nhiêu loại sinh trụ? Loại sinh trụ diệt. Đức Phật bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, các thức sinh trụ diệt chẳng phải cho suy nghĩ mà có thể biết được. Này Đại Tuệ, các thức đều có hai loại sinh trụ diệt. Này Đại Tuệ, các thức có hai loại diệt, một là tướng diệt, hai là tướng tương tục diệt. Này Đại Tuệ, các thức lại có hai loại trụ, một là tướng trụ, hai là tướng tương tục trụ. Này Đại Tuệ, các thức lại có hai loại sinh, một là tướng sinh, hai là tương tục sinh. Này Đại Tuệ, thức có ba loại, những gì là ba? Một, chuyển tướng thức; hai, chuyển nghiệp tướng thức; ba là trí tướng thức. Này Đại Tuệ, có tám thức mà lực nói thì có hai, những gì là hai? Một, liễu biệt thức; và hai là phân biệt sự thức. Này Đại Tuệ, như thấy các sắc tượng trong gương sáng. Này Đại Tuệ, liễu biệt thức cũng như vậy, thấy đủ loại cảnh tượng. Này Đại Tuệ, liễu biệt thức, phân biệt sự thức, hai thức đó không sai khác mà đắp đổi nhau làm nhân. Này Đại Tuệ, liễu biệt thức, huân tập trạng thể nghĩ bàn biến nhân. Này Đại Tuệ, phân biệt thức là phân biệt chấp giữ cảnh giới do từ vô thủy đến nay, huân tập phiền não. Là Đại Tuệ, a lại gia thức hư vọng phân biệt, huân tập đủ loại mà diệt, thì các căn cũng diệt. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng diệt. Này Đại Tuệ, tương tục diệt, nghĩa là nhân nối tiếp nhau diệt, tức là tương tục diệt. Nhân diệt, duyên diệt, tức là tương tục diệt. Này Đại Tuệ, gọi là nương vào pháp, nương vào duyên. Nó nương vào pháp, nghĩa là sự huân tập vọng tưởng phiền não thì vô thủy. Nó nương vào duyên, nghĩa là tự tâm thức thế cảnh giới phân biệt. Rồi Đại Tuệ, ví như cục bùn với bụi trần, chẳng phải chẳng khác. Vàng với vật dụng trang sức bằng vàng cũng là như vậy, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Này Đại Tuệ, với như loại bùn khác thì chẳng phải do bụi trần kia tạo thành, mà thật do nó tạo thành. Vậy nên chẳng khác, nếu chẳng khác thì bùn ấy và bụi trần sẽ ra không sai biệt. Này Đại Tuệ, như vậy chuyển thức Aleya thức, nếu tướng khác thì chẳng từ Aleya thức sinh ra. Nếu chẳng khác thì chuyển thức Aleya thức lẽ ra cũng diệt, mà tự tướng Aleya thức chẳng diệt. Vậy nên này Đại Tuệ, tự tướng khác thức diệt, mà tự tướng diệt thì nghiệp tướng diệt. Nếu từ tướng diệt thì Aleya thức phải diệt. Này Đại Tuệ, nếu Aleya thức diệt thì đây chẳng khác thứ luận của đoạn kiếp ngoại đạo. Này Đại Tuệ, những ngoại đạo đó nói như vậy, gọi là lìa các cảnh giới thì thức tương tục diệt. Thức tương tục diệt rồi, tức là diệt các thức. Này Đại Tuệ, nếu thức tương tục diệt thì từ vô thủy đến nay các thức phải diệt. Này Đại Tuệ, các ngoài đều nói các thức tương tục từ ngoài, từ người tạo tác sinh ra. Họ chẳng nói thức nương vào mắt, hình sắc, hư không, ánh sáng hòa hợp sinh ra, mà nói có người tạo tác. Này Đại Tuệ, người tạo tác của ngoại đạo là người nào? Là bậc Thù Thắng. Từ tạo đối với vi trần chính là người có khả năng tạo tác. Lần nữa này Đại Tuệ, có 7 tự tánh, nghĩa gì là 7? 1. Tập tánh tự tánh, 2 tánh tự tánh, 3 tướng tánh tự tánh, 4 đại tánh tự tánh, 5 nhân tánh tự tánh, 6 duyên tánh tự tánh, 7 thành tánh tự tánh. Này Đại Tuệ, lần nữa này Đại Tuệ, có 7 loại đệ nhất nghĩa, chữ gì là 7? 1. Tâm cảnh giới, 2. Trí cảnh giới, 3. Tuệ cảnh giới, 4. Nhị kiến cảnh giới, 5. Quán nhị kiến cảnh giới, 6. Quán Phật tử địa cảnh giới, 7. Nhập Như Lai địa hồi hành cảnh giới. Này Đại Tuệ, đây chính là tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm của các đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri quá khứ, vị lai và hiện tại. Này Đại Tuệ, nương vào tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm này, các đức Phật Như Lai đạt được sự rốt ráo ở thế gian, suốt thế gian, từ mắt trí tuệ của chư Phật mà các pháp đồng tướng khác tướng được kiến lập. Nhưng sự kiến lập này thì chẳng giống như với ngoại đạo tà kiến. Này Đại Tuệ, sao chẳng giống với ngoại đạo tà kiến? Đó là cảnh giới phân biệt tự tâm vọng tự kiến chấp và chẳng biết rõ tự tâm vọng tự kiến là chấp. Này Đại Tuệ, những phàm phu ngu si lấy điều không thật để là đệ nhất nghĩa,
Ta nói nhị kiến luận. Lời nữa này đại tuệ, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Hư vọng phân biệt cho là có vật, là đoạn trừ ba khổ, như vậy là ba, là vô tri ái nghiệp nhân duyên diệt, kiến cho tự tâm như cảnh giới huyễn. Này đại tuệ, các sa môn bạn là môn nói như vậy, vốn từ vô thủy sinh ra, nương vào nhân quả mà hiện. Họ lại cho rằng, thật có vật tồn tại, theo các duyên nên có ấm giới nhập sinh trụ diệt, do sinh thì có diệt. Này đại tuệ, sa môn bà la môn đó nói, thể thương thục vốn có từ vô thủy, hoặc sinh hoặc diệt hoặc niết bàn, hoặc đạo hoặc nghiệp hoặc quả hoặc đế, phá hoại các pháp chính là đoạn diệt luận, chẳng phải là lời nói của ta. Vì sao vì pháp hiện tại chẳng thể nắm bắt, chẳng thấy căn bản. Này đại tuệ, với như các bình vỡ thì chẳng có công dụng của bình. Này đại tuệ, với như giống bị đốt cháy thì chẳng sinh ra mầm. Này đại tuệ, ấm giới nhập kia chính là diệt, mà ấm giới nhập quá khứ diệt, tấm giới nhập hiện tại vị lai cũng diệt. Vì sao? Vì đương vào hư vọng phân biệt kiến chấp nơi tự tâm. Này đại tuệ, vì không có cái thể tương tục của ấm giới nhập kia vậy. Này đại tuệ, nếu vốn từ vô thủy sinh, đưa vào ba pháp sinh ra đủ loại thức, thì vì sao lông rùa chẳng sinh, cát chẳng sinh ra dầu? Nghĩa quyết định lập ra của ông tức là tự hoại. Ông nói có không, nói sinh, nhân quả tự tình cũng loại, cũng hoại. Này đại tuệ, nếu đương vào nhân duyên ba pháp như vậy thì có thể sinh ra tự tướng nhân quả của các pháp hữu vô quá khứ hiện tại vị lai. Ví dụ về các tướng và lãnh vực tự giác của quán của a hàm, nương vào nhận thức nơi tự tâm nói lên chủ thuyết như vậy. Này đầy tuệ, phần phu ngu si cũng là như vậy, bị sự phá hại của ác kiến ý mê nơi tài kiến, cái bố trí mà hư dối xuân là nhất thiết trí nói. Này đại tuệ, nếu là có sa môn bà la môn thấy các pháp lìa khỏi tự tánh như vậy, như mây vườn lửa thần của kỳ thác bà chẳng sinh chẳng diệt, như huyễn lắng nắng trăng trong nước, như mộng bên trong ngoài, tâm nương theo từ đời vô thủy đến nay mà hư vọng phân biệt hiển lộ hiện ra. Lìa khỏi tự tâm hư vọng phân biệt là có thể thấy nhân duyên, lìa khỏi vọng tưởng diệt tận để giảng nói giáo pháp, lìa khỏi của cải của tự thân để giữ gìn sử dụng vào pháp, lìa khỏi a lê gia thức chọn lấy cảnh giới tương ứng và cảnh giới tịch tỉnh, lìa khỏi pháp sinh trụ diệt, tự duy quán sát sự sinh khởi nơi tự tâm như vậy. Này đại tuệ, Bồ Tát như vậy chẳng bao lâu sẽ đạt được tâm bình đẳng niết bàn ở thế gian. Này đại tuệ, ông dùng phương tiện khéo léo để mở bày phương tiện quan sát cảnh giới của tất cả chúng sinh đều như hiện hóa, như hình tượng trong gương, không nhân duyên khởi, sao lìa cảnh bên trong tự tâm thấy cảnh giới bên ngoài. Lợi thư lớp thể nhập vào cõi vô tướng, từ lớp hội nhập từ địa đến cảnh giới địa tam muội, tin vào sự hiện hóa tự tâm của ba cõi. Này đại tuệ, người tu hành như vậy sẽ đạt được tam muội như huyễn, cảnh giới tịch tỉnh của tự tâm, đến được cảnh giới bờ kia, lìa khỏi các pháp sinh ra do tạo tác, để được tam muội kim cang thì nhập thân của Như Lai, nhập vào hóa thân của Như Lai, hòa nhập những lực thông tự tại đại từ đại bi trang nghiêm thân, đi đến tất cả các cõi Phật và nhập vào tất cả niềm vui của chúng sinh, lìa khỏi cảnh giới của tâm ý và thức chuyển thân để được thân vi diệu. Này đại tuệ, các đại bồ tát tu hành như vậy thì tất tiện nhất định để được thân vi diệu vô thượng của Như Lai. Này đại tuệ, bồ tát muốn cho đắc thân Như Lai thì nên xa lìa ấm giới nhập vào pháp hòa hợp nhân duyên của tâm, xa lìa hỷ luận phân biệt hư vọng sinh trụ diệt các pháp chỉ có tâm. Phải biết rõ như vậy, ba cõi từ vô đời vô thủy đến nay đều do hư vọng phân biệt hỷ luận mà có. Quan sát địa Như Lai tịch tỉnh chẳng sinh, tiến đến hạnh của bậc thánh ở nội thân. Nên đại tuệ, ông sẽ chẳng bao lâu đạt được hạnh vô công dụng rốt ráo, tự tại của tâm như mọi màu sắc theo bóng ma đi hóa thân đi vào tâm bi tế của chúng sinh, do vào theo tâm địa nên khiến cho các chúng sinh theo lớp nhập vào địa. Về nơi này đại tuệ, các đại bồ tát cần phải biết rõ nội pháp tự tu hành của bồ tát. Bây giờ thánh giả đại bồ tát đại tuệ là bạch, xin nguyện xin Đức Thế Tôn về các vị đại bồ tát giảng nói về pháp môn tâm ý ý thức ngũ pháp tự thể tương ứng. Do tu hành của chư Phật Bồ Tát sẽ liệt tài kiến nơi tự tâm hòa hợp với cảnh giới, có thể phá tất cả từ tướng ngôn ngữ, thí dụ tâm nói pháp của tất cả chư Phật với các Bồ Tát ở thành Lan Già, trên núi Ma La Già, trong biển lớn, nói lên sự quan sát cảnh giới sóng biển cả A La Gia thức và nói giáo pháp về pháp thân Như Lai. Lúc Đức Phật và Thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ
Nay đại tuệ có bốn nhân duyên mà nhận thức sinh ra, những gì là bốn? Một, chẳng biết trong tự thân chấp cảnh giới. Hai, từ đời vô thủy đến nay, hư vọng phân biệt cảnh giới của sắc, huân tập chấp trước khí luận. Ba, thế tự tánh của thức như vậy, bốn ưa thấy đủ thứ sắc tướng. Nay đại tuệ đó gọi là bốn nhân duyên. Đối với biển Aliya thức nổi dậy sóng mạnh, có thể sinh ra chuyển thức. Nay đại tuệ như nhận thức kia khởi lên nhận thức, thì tất cả lỗ chân lông của các căn đồng thời sinh ra chuyển thức, như hình tượng trong gương nhiều hay ít đều nhất thời hiện ra, là có thứ tùy theo nhân duyên theo lớp sinh ra. Nên đại tuệ giống như gió mạnh thổi biển tâm cảnh mà sóng thức sinh, chẳng đoạn dứt tâm dứt nhân sự tướng, có lớp đổi chẳng lìa nhau, nghiệp thể sai khiến trói buộc nhau. Chẳng hiểu biết sắc thể mà năm thức nhân thân chuyển vậy. Nay đại tuệ không lìa, không xa lìa nhân của năm thức kia và tướng của liễu biệt thức, được gọi là ý thức. Do cùng với nhân ấy luôn vận chuyển, nay đại tuệ năm thức và tâm thức chẳng khởi ý niệm này, ta cùng đắp đổi làm nhân, tự tâm thấy hư vọng phân biệt chấp lấy các cảnh giới. Mỗi thức kia mỗi mỗi đều chẳng khác, cùng nhau hiện cảnh giới phân biệt. Như vậy thức kia sinh, diệt, vi tế, do người tu hành tâm muội chẳng hiểu, chẳng biết, huân tập vi tế, mà người tu hành khởi tâm này, ta diệt các thức để nhập vào tâm muội. Người tu hành chẳng diệt các thức để nhập vào tâm muội. Này đại tuệ, tâm huân tập chủng tử chẳng diệt, cái thức chấp giữa cảnh giới bên ngoài thì diệt. Này đại tuệ, như vậy là sự vận hành vi tế của Aliya thức, được Phật Như Lai và các đại Bồ Tát nhập địa. Còn các thành văn bích Phật, người tu hành ngoài đạo khác thì chẳng thể biết trí lực, thể nhập tâm muội cũng chẳng thể hiểu. Vì họ chẳng biết tướng của các địa, chứ chẳng thể biết phương tiện, trí tuệ khéo quyết định sai biệt, vì chẳng thể hiểu sự huân tập các thiện căn của các đức Phật Như Lai, vì chẳng thể biết tự tâm hiện cảnh giới phân biệt khí luận, vì chẳng thể vào hang động Aliya thức với vô số rừng rậm. Hôm nay đại tuệ chưa có người tu hành đúng như thật thượng trung hạ, mới có thể phân biệt thấy hư vọng kiến chấp trong tự tâm, có thể ở trong vô lượng cõi nước được các đức Như Lai thọ ký, được vô lượng tầng lực thần thông tâm bộ tự tại, nâng theo thiện tri thức quyến thuộc Phật tử, và có thể được thấy cảnh giới tự thể tự tâm của tâm ý và thức phân biệt, biển lo sinh tử cho nghiệp ái vô trí làm nhân mà có vậy. Là đại tuệ, người tu hành như thật nên tìm kiếm thân cận thiện tri thức. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, ví như sóng biển kệ, do gió mạnh nổi lên sóng kệ vào biển rộng, không có lúc đoạn dừng. Là giới thức cũng vậy, cảnh giới gió thổi rung, đủ thứ những sóng thức ào ạt mà chuyển động, xanh đỏ, muối trắng sữa, mà cả vị ngọt đường, mọi hoa cùng quả trái như ánh mặt trời trăng, chẳng khác chẳng không khác. Nước biển dậy sóng lên, bảy thức cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp sinh. Ví như nước biển động, đổ làn sóng chuyển thành, là giới thức cũng phải đủ các loại thức sinh. Tâm, ý và ý thức, vì các tướng nói lên, các thức không khác tướng, chẳng tướng kiến, sở kiến, ví như sóng nước biển, đều không hề sai biệt. Cái thức tâm như vậy, khác cũng không thể được. Tâm hay nhóm các nghiệp, ý hay quán cảnh chung. Thức hay rõ nhận thức, năm thức hiện phân biệt. Lúa tính dạy Đại Bồ Tát Đại Tuệ dùng cả hỏi Đức Phật, các sắc tướng xanh đỏ, nhãn thức thấy như trên, sóng nước pháp tương đối, vì sao nói như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kẻ đáp, các tạp sắc xanh đỏ trong sóng đều là không, nó chuyển thức trong tâm, vì tướng phàm phu nói, nghiệp đó đều là không, tự tâm lìa chấp giữ, sở thủ và năng thủ, cùng giống những sóng kia, thân của cải giữ gìn, thân chúng sinh chỉ thấy thức, và nên hiện chuyển thức, sóng nước tương tự thức, sóng biển cả rung động, nhấp nhô phân biệt được. Vì sao chẳng biết thông, thức Aliya chuyển, phàm phu không trí tuệ, thức Aliya như biển, pháp chuyển động như sóng, vậy nên nói ví dụ. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ là nói kệ, mặt trời mọi soi khắp, chúng sinh thượng trung hạ, Như Lai hiện ở đời, vì phàm phu nói thật, Phật được pháp tốt rốt cùng, vì sao chẳng nói thật, nó nói pháp chân thật, tâm khi không chân thật.
như sóng biển mênh mông, mộng mà cảnh trong gương. Đồng thời mà được hiện, cảnh giới tâm cũng vậy. Cảnh giới chẳng đầy đủ, nên thứ lớp hiện lên, thức nhận biết cái biết. Ý là đúng hay sai, năm thức do hiện thấy, trong định không như vậy. Ví như vị họa sĩ cùng với các đệ tử vẽ hình tượng đủ màu, tôi nói pháp cũng vậy, sắc màu vốn không nét, chẳng bút cũng chẳng vật, và chúng sinh nói lên vẽ đang xen hình tượng, lời nói lìa chân thật, chân thật lìa danh tự. Ta được chỗ chân thật như thật trong thân biết, lìa tướng giác sở giác, hiểu như thật nói lên. Nói đây vì Phật tử người ngô phân biệt khác, mọi thứ như huyễn thôi, chỉ thấy chẳng phải thật. Nói cái việc như vậy, tùy việc thật chẳng thật, nói lên vì người này, vì người kia chẳng nói. Hết thảy những bệnh nhân, lương y tùy cho thuốc, Như Lai vì chúng sinh, chỉ nói tâm ứng hợp, vọng tưởng phi cảnh giới, thanh văn chẳng phân biệt. Các Như Lai Thế Tôn nói cảnh giới tự giác. Lời nói này đại tuệ, nếu Đại Bồ Tát muốn biết tự tâm lìa khỏi hư vọng phân biệt, tướng cảnh giới, năng thủ sở thủ, thì phải lìa khỏi sự náo loạn, lìa khỏi sự chấp phủ của thùy miên, rồi đêm cuối đêm luôn tự tỉnh tức tu hành phương tiện, lìa khỏi tất cả hí loạn của các ngoại đạo, lìa khỏi tướng của thừa thanh văn duyên giác, và thông đạt tự tâm, hiện thấy tướng hư vọng phân biệt. Lời nói này đại tuệ Đại Bồ Tát kiến lập an trụ tâm tướng trí tuệ, thì đối với ba tướng thượng tánh trí phải sẽ đang thu học. Này đại tuệ, những gì là ba tướng thượng tánh trí? Đó là tướng vô sở hữu, tướng tất cả chư Phật tự nguyện trụ trì, tướng nội thân tánh trí tự giác tri. Người tu hành này có thể xả bỏ tướng trí tuệ của con lừa về đạt được ba tướng tu hành của địa thứ tám thắng tử. Này đại tuệ, thế nào là tướng vô sở hữu? Là quan sát tướng của thanh văn duyên giác và ngoại đạo. Này đại tuệ, thế nào là tướng của tất cả chư Phật tự nguyện trụ trì? Nghĩa là chư Phật vốn tự tác nguyện trụ trì các pháp. Ở đây đại tuệ, thế nào là tướng nội thân thánh trí tự giác tri? Tất cả pháp tướng không có sự chấp trước, đạt được thân như huyễn, tam muội cho các Phật địa đến tu hành, thì đến tu hành. Này đại tuệ, đó gọi là tướng thuộc chánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng này thì có thể đến cảnh giới thánh trí tự giác. Vậy nên này đại tuệ, các đại bồ tát có ba tướng thuộc thánh trí phải học tập như vậy. Bây giờ thánh giả đại tuệ Đại Bồ Tát biết ý niệm trong tâm, nhưng chúng Đại Bồ Tát liền nương lực trụ trì của Đức Phật Như Lai, mở Đức Như Lai về tên gọi của thể pháp môn thực hành phân biệt về thánh trí. Bà Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì con nói về tên gọi của thể pháp môn thực hành phân biệt về thánh trí, nương theo 108 kiến mà phân biệt nói. Đức Như Lai ứng chỉ biết trì, nương vào 108 kiến và các đại bồ tát phân biệt nói về pháp tự tướng, đồng tướng, vọng tưởng phân biệt để tu hành sai biệt. Là đại tuệ, các bồ tát khéo đã được sự tu hành sai biệt của pháp vọng tưởng phân biệt tự thể này thì có thể thanh tịnh được nhân vô ngã, pháp vô ngã, do đó được các địa vượt qua niềm vui thiền định tâm an bạc đề của các thánh quả thanh văn, biết chư Phật đạt được cảnh giới tu hành trở thành người bạn của các đức Phật Như Lai, lìa khỏi tướng hạnh tự thể của năm pháp, nhờ vào hạnh chân thật thể pháp thân của chư Phật đã đến chỗ khéo quyết định của pháp thân Như Lai, thành tựu cảnh giới như huyễn. Tất cả cõi nước từ đời đầu xuất đến cõi Akani sắc đã được pháp thân của Như Lai. Đức Phật bảo tánh giả Bồ Tát Đại Tuệ có một dòng ngoại đạo tại kiến chấp trước không vô. Họ phòng tưởng phân biệt nhân của trí có hai loại, tự thể và vô thể. Họ phân biệt sừng thỏ không có. Như sừng thỏ không có thì các pháp cũng không có. Này đại tuệ, là có ngoại đạo khác thấy công đức bốn đại thật có vậy. Họ thấy mỗi mỗi vật đều có tướng sai biệt, thật không có sừng thọ. Rồi hy vọng chấp trước vọng tưởng phân biệt, thật có sừng trâu. Này đại tuệ, những ngoại đạo đó rơi vào hai kiến chấp, chẳng biết chỉ có tâm, vọng tưởng phân biệt tăng trưởng được cảnh giới tự tâm. Này đại tuệ, như thân của cải đồ dùng thế gian chỉ là sự phân biệt của tâm, chẳng được phân biệt sừng thọ, liệt khỏi có không. Này đại tuệ, chẳng phân biệt được tất cả các pháp, liệt khỏi có không. Này đại tuệ, nó có người liệt khỏi có không mà nói như vậy. Không và có là có việc phân biệt có sừng thỏ, chẳng được phân biệt không và có, do là có sừng thỏ. Người đó thấy được tướng đại nhân, chẳng được phân biệt không có sừng thỏ. Vì sao?
Đầy đại tuệ vì cho đến quan sát hạt bụi rất nhỏ cũng chẳng thấy sự thật, liền khỏi cảnh giới trí tuệ của bậc thánh, chỉ được phân biệt có sừng trâu. Bây giờ thánh giả được Bồ Tát đại tuệ và Thế Tôn Phạm Phu Ngu Si chẳng thấy tướng phân biệt mà sanh với trí phân biệt, thì người đó thấy không có. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát đại tuệ: Này đại tuệ, chẳng phải quan sát tâm phân biệt người đó là không tướng. Vì sao vì nương vào tâm hư vọng phân biệt, nương vào sừng mà có tâm phân biệt? Này đại tuệ, nương vào sừng hư vọng mà có tâm phân biệt, và nên nương vào dân của sự nương tựa, lìa tướng pháp đối đãi thì chẳng phải thấy pháp không có sừng kia. Này đại tuệ, nếu lìa tâm phân biệt lại có phân biệt, thì nên lìa cái có của sừng, chẳng phải nương vào cái có của sừng. Này đại tuệ, nếu chẳng lìa tâm phân biệt đó, thì pháp kia thậm chí quan sát bụi trần cho thấy có vật thật. Này đại tuệ, chẳng lìa khỏi tâm thì pháp đó không có, do hai pháp có và không đó chẳng thể nắm bắt. Nếu vậy thì thấy những pháp gì, có những pháp gì là không? Này đại tuệ, nếu chẳng thấy có không như vậy thì chẳng phân biệt được có không. Nghĩa này ra sao? Thấy có sừng trâu, thấy không có sừng thỏ, chẳng được phân biệt như vậy. Này đại tuệ, vị nhân chẳng tương tự nên nghĩa có không chẳng thành. Nếu các ngoại đạo phàm phu thanh văn nói nghĩa có không, cả hai đều chẳng thành. Này đại tuệ, lại có ngoại đạo khác thấy sắc là có, rồi nhân đó phẩm tự chấp trước hình tướng dài ngắn, thấy hư không, không hình tướng giới hạn rõ ràng, thấy các sắc tướng khác giới hư không, có giới hạn rõ ràng. Này đại tuệ, hư không tức là sắc, do sắc đại vào hư không. Này đại tuệ, sắc tức là hư không, nương vào pháp này có pháp kia, nương pháp kia có pháp này, cho nương sắc phân biệt hư vọng, nương hư không phân biệt sắc vậy. Này đại tuệ, bốn đại chúng sinh ra tự tướng đều riêng biệt, chẳng trụ ở hư không, mà trong bốn đại chẳng phải không có hư không. Này đại tuệ, sừng thỏ cũng như vậy, nhưng có sừng trâu mà nói không có sừng thỏ. Này đại tuệ, lại nữa, đem sừng trâu đó chặt nát thành bụi trần thì phân biệt tướng bụi trần cho thể thấy được tất cả những gì là pháp có, tất cả những gì là pháp không, nó là có hay là không. Nếu quan sát như vậy thì những pháp khác cũng vậy. Bây giờ Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ: Này đại tuệ, ông hãy nên lìa sừng thỏ, sừng trâu, hư không, sắc vọng tưởng kiến chấp khác. Này đại tuệ, ông cũng nên với các Bồ Tát nói lìa tướng sừng thỏ. Này đại tuệ, ông nên biết tướng hư vọng phải biệt chấp kiến chấp của tự tâm. Này đại tuệ, ông nên ở trong cõi nước chư Phật, các Phật tử mà nói tất cả cảnh giới hư vọng của tự tâm đang thấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại nói: Sắc chẳng ở trong tâm, tâm nương cảnh thấy có, trong thức thấy chúng sinh, thân của cải trụ xứ, tâm ý thức, tâm ý cùng ý thức, tự tánh và năm pháp, hai vô ngã thanh tịnh, Như Lai nói như vậy, dài ngắn và có không, chỗ tương sinh đắp đổi, do có nên thành không, do không nên thành có, phân biệt thể bụi trần, sắc khởi vọng tưởng sắc, chỉ chỗ an trụ tâm, ác kiến chẳng thể tịnh. Chẳng cảnh trí vọng tưởng, thanh văn chẳng biết không, lời nói của Thế Tôn, cảnh giới của tuệ giác. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ vì tự tâm thanh tịnh đang tuôn chảy, lại thỉnh Đức Như Lai và Thế Tôn: Làm sao khiến tự tâm thanh tịnh đang tuôn chảy là thanh tịnh tới tới lớp hay cùng một lúc vậy? Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ: Này đại tuệ, tự tâm thanh tịnh đang tuôn chảy thứ lớp trở nên thanh tịnh chẳng phải cùng là cùng một lúc. Này đại tuệ, với như trái Amala chín dần dần chẳng phải cùng một lúc. Này đại tuệ, chúng sinh tự tâm thanh tịnh đang tuôn chảy cũng là như vậy, thanh tịnh dần dần chẳng phải cùng một lúc. Với như người thợ gốm làm những đồ dùng dần dần thành tựu chẳng phải cùng một lúc. Này đại tuệ, các đức Phật Như Lai làm thanh tịnh tự tâm các chúng sinh đang tuôn chảy cũng là như vậy, dần dần mà thanh tịnh chẳng phải thanh tịnh cùng lúc. Này đại tuệ, với như đại địa sinh ra những xương rừng cây dược thảo muôn vật tăng trưởng dần dần chẳng phải một lúc mà thành. Này đại tuệ, các đức Phật Như Lai làm thanh tịnh tự tâm các chúng sinh đây tuôn chảy cũng là như vậy, dần dần thanh tịnh chẳng phải thanh tịnh cùng một lúc. Này đại tuệ, với như có người học các âm nhạc ca múa thư họa đều tới kỹ thuật có dần dần mà hiểu được chẳng phải biết cùng một lúc. Này đại tuệ, các đức Phật Như Lai làm thanh tịnh tự tâm các chúng sinh đang tuôn chảy cũng là như vậy, dần dần thanh tịnh chẳng phải thanh tịnh cùng một lúc. Này đại tuệ, với như gương sáng không có tâm phân biệt, tất cả sắc tướng đều hiện lên cùng lúc. Đức Như Lai Thế Tôn
Cũng là như vậy, không có phân biệt thanh tịnh tự tâm, các chúng sinh đang tuôn chảy là thanh tịnh cùng một lúc, chẳng phải thanh tịnh dần dần, khiến cho họ trụ ở chỗ tịch tỉnh không phân biệt. Này đại tuệ, với như ánh sáng của vật mặt trời mặt trăng cùng một lúc soi khắp tất cả sắc tượng, chẳng phải là trước hay sau. Này đại tuệ, Đức Như Lai Thế Tôn cũng là như vậy, vì khiến cho chúng sinh lìa khỏi não tự tâm, thấy lỗi lầm của tập khí chỗ nhóm nó cùng một lúc, thì hiện cảnh giới trí tối thắng chẳng thể nghĩ bàn. Này đại tuệ, với như Aleya thức phân biệt cảnh hiện tại đơn tư thân, tài sản thế gian, thì biết cùng lúc, chẳng phải là trước hay sau. Này đại tuệ, báo thân Phật Như Lai cũng là như vậy, thành tựu các cõi chúng sinh cùng lúc đưa đến cung điện thanh tịnh phi diệu của trời của cánh, chỗ tu hành thanh tịnh. Này đại tuệ, ví như Phật Pháp báo thân Phật phóng ra những ánh sáng có ứng và hóa thân Phật chiếu soi các thế gian. Này đại tuệ, Pháp thân Pháp thể ánh sáng của nội thân thánh hạnh chiếu soi diệt trừ tà kiến hữu vô của thế gian cũng là như vậy. Là nữa này đại tuệ, Pháp thân Pháp Phật mà báo thân Phật nói, từ tướng tất cả Pháp là đồng tướng, do từ tâm hiện thấy tướng không tập, do hư vọng phân biệt khí luận trói buộc nhau. Như đã nói, Pháp không có thể như vậy. Này đại tuệ, như nhà ảo thuật biến hóa tất cả đủ thứ hình tượng, những người ngu si đã đó làm thật, mà những hình tượng đó thật ra chẳng thể thật được. Lần nữa này, đại tuệ, Pháp thể hư vọng phụ nương vào, Pháp nhân duyên, chấp trước là thật có, do phân biệt sinh ra. Này đại tuệ, như nhà ảo thuật giỏi, nương vào cỏ cây, gạch đá, tạo ra vô số việc, nương vào chú thuật, sức nhân công, thành tựu tướng tất cả chúng sinh, dưới hình sắc và thân phận, gọi là hình dáng người huyễn. Chúng sinh thái độ thứ hình sắc huyễn mà chấp trước là người, nhưng thật ra không có người. Hôm nay đại tuệ, chúng sinh tuy thấy đó là người, nhưng không thật thể là người. Là đại tuệ, nhân duyên pháp thể theo tâm phân biệt cũng là như vậy. Do thấy tâm tướng độ thứ huyễn, vì sao? Vì do chấp trước tướng hư vọng, vô hương tập tâm phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là thể tướng của hư vọng phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là tướng báo thân Phật nói Pháp. Này đại tuệ, Pháp Phật nói Pháp là lìa tâm thể tương ứng, cảnh giới nội chứng thánh hạnh. Này đại tuệ, đó gọi là tướng Pháp Phật nói Pháp. Này đại tuệ, ứng và hóa thân của Phật tạo ra ứng thân Phật giả nói, thế giới nhận tinh tấn thiền định trí tuệ, ấm giới nhập giải thoát, ký lập thức tưởng hành sai biệt, nói tướng tư lớp vô sắc tâm bạc đề của các ngoại đạo. Này đại tuệ, đó gọi là ứng thân Phật tạo ra tướng thân Phật nói Pháp. Là nữa này đại tuệ, Pháp Phật nói Pháp liệt khỏi nắm bắt vào duyên, liệt khỏi năng quán sở quán, liệt khỏi các sở tác tướng lượng tướng. Này đại tuệ, chẳng phải cảnh giới của các phàm phu thanh văn duy giác ngoại đạo, vì các ngoại đạo chấp trước hư vọng ngã tướng. Vậy nên này đại tuệ, như vậy nội thân tự giác tu hành thắng tướng, thế nên học như vậy. Này đại tuệ, ông nên lìa khỏi tướng chấp tự tâm, vì chúng chẳng phải thật. Là nữa này đại tuệ, thanh văn thừa có hai tướng sai biệt, đó là ở nội thân chứ được thánh tướng, chấp trước tướng hư vọng phân biệt có vật. Này đại tuệ, thế nào là nội thân thanh văn chứng được thánh tướng? Là gọi cảnh giới vô thường khổ không vô ngã, vậy là chân đế ly dục tịch tỉnh, là ấm giới nhập tự tướng đồng tướng, tướng nội ngoại bất diệt, tây pháp như thật, đạt được tâm tam muội. Được tâm tam muội rồi, đạt được thiền định giải thoát tam muội, đạo quả tam mê bạc đề bất thoái giải thoát, được gặp huân tập biến dịch sinh tử chẳng thể nghĩ bàn. Nội thân chứ được pháp thánh lạc hạnh, trụ ở địa thanh văn. Này đại tuệ, đó gọi là thanh văn nội thân chứng đắc thánh tướng. Này đại tuệ, đại bồ tát nhập vào pháp lạc tam muội nội chứng thánh hạnh của các thanh văn, mà chẳng thụ chấp niềm vui tịch diệt không môn, cho nắm giữ niềm vui tam a bạc đề, và thương xót chúng sinh nên khởi phát lực hạnh bản nguyện. Vậy nên bồ tát tuy biết nhưng chẳng chấp cho là cứu cánh. Này đại tuệ, đó gọi là thanh văn nội thân chứng thánh tu hành tướng an lạc. Nơi đại tuệ, bồ tát nên tu hành nội thân chứng thánh, tu hành pháp môn an lạc mà chẳng nắm giữ. Này đại tuệ, những gì là thanh văn phân biệt có vật, chấp trước tướng hư vọng, là gọi tướng cứng ướt nóng động của bốn đại tướng, xanh vàng đỏ trắng,
không có người tạo tác mà có sinh ra, tự tướng đồng tướng, đo lường tự ân giới a hàm, hơn trước khéo. Thấy khéo nói vậy, đứng vào pháp đó mà hư vọng chấp trước, cho là thật có. Này đầy tuệ đó gọi là thanh văn phân biệt có vật, chấp trước tướng hư vọng. Này đầy tuệ, Đại Bồ Tát đối với pháp thanh văn đó nên biết mà xả bỏ. Xả bỏ rồi ta nhập tướng pháp vô ngã, nhập vào tướng pháp vô ngã rồi, hội nhập nhân vô ngã, quan sát tướng vô ngã rồi, cái lớp nhập vào các địa. Này đại tuệ, đó gọi là thanh văn phân biệt có vật, chấp trước tướng hư vọng. Này đại tuệ, gọi là thường thanh văn có hai tướng thì ta đã nói xong. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, lời nói của Đức Thế Tôn, pháp thường chẳng thể nghĩ bàn, pháp nội thân chứng của bậc cảnh giới thánh. Pháp thứ nhất đã nói ở trước, Bạch Thế Tôn, ngoài đạo cũng nói nhân quả thường chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa này là sao? Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát đại tuệ: Này đại tuệ, các ngoại đạo nói nhân quả thường chẳng thể nghĩ bàn thì chẳng thành. Vì sao? Này đại tuệ, các ngoại đạo nói thường chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải nhân tự tướng tương ứng. Này đại tuệ, các ngoại đạo nói thường chẳng thể nghĩ bàn, mà nếu nhân tự tướng tương ứng thì đây là nhân pháp gì? Nhân pháp gì tỏ rõ hiện bày, với các ngoại đạo chẳng được nói thường chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, này đại tuệ, các ngoại đạo nói thường chẳng thể nghĩ bàn, nếu nhân tự tướng tương ứng thì ứng thành vô thường chẳng thể nghĩ bàn, do có tướng của nhân, vậy nên chẳng thành thường chẳng thể nghĩ nhiều nghĩ bàn. Này đại tuệ, ta nói thường thì thành nghĩ bàn là đệ nhất nghĩa, thường chẳng thể nghĩ bàn cùng tướng đệ nhất nghĩa tương ứng nhân quả, vì lìa khỏi hữu vô, vì tướng nội thân chứ đắc, vì có tướng đó, vì nhân tướng của đệ nhất nghĩa trí tương ứng, vì lìa khỏi có không, vì chẳng phải tạo tác, mà cùng tương ứng giới hư không niết bàn tịch diệt thế dụ, vậy nên thường chẳng thể nghĩ bàn. Vậy nên này đại tuệ, ta nói thường chẳng thể nghĩ bàn chả đồng với luận thường chẳng thể nghĩ bàn của ngoại đạo. Là đại tuệ, thường này chẳng thể nghĩ bàn, cái Đức Phật như là ứng chế biến tri quả thật là pháp thường, vì thanh trí của chư Phật do nội thân chứng được, chẳng phải cảnh giới của tâm ý và ý thức. Vậy nên này đại tuệ, Bồ Tát nên vào tu hành thường chẳng thể nghĩ bàn, thanh trí hành pháp chứng đắc của nội thân. Lần nữa này đại tuệ, thường chẳng thể nghĩ bàn của các ngoại đạo là nhân tương ứng giới tướng pháp vô thường, vậy nên nó là vô thường, chẳng phải nhân vào tướng mà được danh xưng. Vậy nên pháp thường chẳng thể nghĩ bàn. Này đại tuệ, nếu thường chẳng thể nghĩ bàn của những ngoại đạo thấy pháp có không mà nói là thường, do pháp đó tỷ trí biết được nên nói rằng có thường. Này đại tuệ, ta cũng như vậy, liền nhân pháp này mà tạo ra cái thấy có không vô thường ứng với thường. Vì sao? Vì không có nhân. Lời nữa này đại tuệ, các ngoại đạo nói nếu nhân tướng tương ứng thành thường chẳng thể nghĩ bàn, do ngoại đạo kia nói nhân tự tướng có không thì đồng với sừng tỏ. Này đại tuệ, thường này chẳng thể nghĩ bàn chỉ là các ngoại đạo hư vọng phân biệt. Vì sao? Chứ không có sừng tỏ mà chỉ hư vọng phân biệt, không có tướng tự nhân vậy. Này đại tuệ, thường chẳng thể nghĩ bàn của ta chỉ là nội chứng nhân của tướng, lìa khỏi pháp tạo tác hữu vô, vậy nên thường chỉ thể nghĩ bàn do không có tướng bên ngoài tương ứng với pháp thường. Này đại tuệ, các ngoại đạo thấy không có tướng bên ngoài do tỷ trí biết thường chỉ thể nghĩ bàn đã làm thường, thì ngoại đạo kia chẳng biết thường chẳng thể nghĩ bàn. Tướng nhân của mình và tướng nhân của người do tướng cảnh giới nội thân chứng thánh trí. Này đại tuệ, những ngoại đạo kia đối với pháp của ta cho nên gì họ mà nói? Hơn nữa này đại tuệ, có thanh văn bí diệu Phật sợ khổ sinh tử mà tưởng mà cầu niết bàn, dòng tưởng mà cầu niết bàn, chẳng biết thế gian về niết bàn, không có sai biệt. Họ phân biệt tất cả pháp cùng phi pháp mà diệt hết các căn, chẳng tu dốc cảnh giới vị lai mà hư vọng chấp giữ làm niết bàn, chẳng biết pháp tu hành nội thân chứng chẳng đắc, đắc chẳng biết do Aliya thức chuyển vậy. Hôm nay đại tuệ, vậy nên những người ngu đó nói có pháp ba thừa mà chẳng thể biết chỉ tâm tưởng phán lặng thì đạt được pháp tịch diệt. Vậy nên kẻ ngu thiếu trí tuệ đó chẳng biết cái Đức Phật như là ứng cúng chánh biến tri quá khứ vị lai và hiện tại, thấy cảnh giới tự tâm mà chấp trước cảnh giới bên ngoài tâm. Vậy nên này đại tuệ,
người ngu si đó ở trong vòng sinh tử của thế gian luôn xoay chuyển chẳng trụ. Lại nữa này đại tuệ, tất cả các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều nói các pháp chẳng sinh. Vì sao? Vì là tự tâm thấy pháp có không, nếu lìa khỏi có không thì các pháp chẳng sinh. Về nơi này đại tuệ, tất cả pháp chẳng sinh. Này đại tuệ, tất cả pháp như sừng thỏ, sừng lừa, sừng lạc đà. Này đại tuệ, khi phàm phu ngu say vào vọng tưởng phân biệt mà phân biệt các pháp, vậy nên tất cả các pháp chẳng sinh. Này đại tuệ, tướng tự thể của tất cả các pháp chẳng sinh là nội thân chứng cảnh giới thánh trí, chẳng phải là tự thể phân biệt hai cảnh giới của các phàm phu vậy. Này đại tuệ, chính là Aleya tức tướng tự thể của thân, tài sản, thế gian, đến đi thấy sự chuyển biến của năng thủ và sở thủ. Các phàm phu rơi vào sinh trụ diệt và hai tướng của tâm đến cùng phân biệt các pháp sinh ra có không. Này đại tuệ, ông nên biết pháp như vậy. Là nữa này đại tuệ, ta nói về tánh chứng pháp của năm thừa. Những gì là năm? Một, tánh chứng pháp của thừa thánh phật. Hai, tánh chứng pháp của bất tri phật. Ba, tánh chứng pháp của thừa như lai. Bốn, tánh chứng pháp của thừa bất định. Năm, tánh chứng pháp của không. Này đại tuệ, tánh chứng pháp của thừa thanh văn là gì? Nghĩa là nó pháp ấm giới nhập, nó pháp tự tướng, đồng tướng chứng trí, khắp các chữ lộ chân lông của thân đó, vui vẻ hân hoan, ô tô tướng trí, chẳng tu tướng nhân duyên, bất tương ly. Này đại tuệ, đó gọi là tánh chứng pháp của thừa thanh văn. Trí biết tài kiến của thừa thanh văn đó, lìa khỏi sự sinh khởi phiền não thô, chẳng lìa khỏi phiền não của vô minh, hung tập. Thấy tướng chứng đắc của thân mình gọi là lìa khỏi các phiền não trong sơ địa cho đến ngũ địa, lục địa. Tuy việc xa lìa giống nhau, nhưng do huân tập vô minh phiền não nên bị rơi vào biến dịch sinh tử chẳng thể nghĩ bàn. Rồi nói sinh tử của ta đã phạm hành đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ thân xong. Như vậy ta được thể nhập vào nhân vô ngã, cho đến họ phát sinh tâm cho là đã được niết bàn. Này đại tuệ, đã có ngoại đạo khác cầu chứng niết bàn mà nói rằng biết có ngã nhân chúng sinh tầm mạng tác giả thọ giả trường phu thì đó là niết bàn. Này đại tuệ, đã có ngoại đạo khác thấy tất cả các pháp đương vào nhân mà có nên sinh khỏi tâm niết bàn. Này đại tuệ, những ngoại đạo đó không đạt được niết bàn giải thoát do chẳng thấy pháp vô ngã. Này đại tuệ, đó gọi là tính ngoại đạo của thừa thanh văn, ở chỗ chẳng phải xa lìa mà sinh ra tư tưởng xa lìa. Này đại tuệ, ông nên chuyển tài kiến này mà tu hành hạnh như thật. Này đại tuệ, tánh chứng pháp của thừa thanh bích chi phật là gì? Nghĩa là nghe giảng nói nhân duyên mà giác ngộ chứng pháp, toàn thân sợ gai ốc, buồn khóc rơi nước mắt, chẳng ưa nơi ồn ào, quan sát các pháp nhân duyên, chẳng chấp trước các pháp nhân duyên, nghe nói đủ loại thần thông của tự thân, hoặc lìa hoặc hợp đủ loại biến hóa, tâm ấy theo đó mà thể nhập. Này đại tuệ, đó gọi là tính chứng pháp của thừa chuyên giác. Ông hãy nên biết tuần theo lời nói của chuyên giác. Này đại tuệ, tính chứng pháp của thừa Như Lai là gì? Này đại tuệ, tính chứng pháp của thừa Như Lai có bốn loại. Những gì là bốn? Một, chứng tánh của pháp chân thật. Hai, lìa pháp chân thật để chứng tánh. Ba, tự thân chứng tánh đắc thanh trí. Bốn, chứng được pháp tánh thù thắng vi diệu trang nghiêm nơi các cõi nước bên ngoài. Này đại tuệ, nếu khi nghe nói mỗi một pháp này mà chỉ có tâm Aleya thấy của cái nương tựa bên ngoài thân hay cảnh giới khí của thế gian, chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng kinh sợ, chẳng lo buồn, thì này đại tuệ, ông nên biết người đó chứng tánh Như Lai thừa. Này đại tuệ, đó gọi là tướng của người có tánh chứng pháp của Như Lai thừa. Này đại tuệ, tánh chứng pháp của thừa bất định là gì? Này đại tuệ, nếu người nghe ba pháp này mà ở trong mỗi một pháp có được niềm vui thì còn theo vì họ nói. Này đại tuệ, đó nói ba thừa là việc phát khởi địa tu hành, nói các tánh sai biệt chẳng phải địa cứu cánh, vì một kiến lập rốt ráo có thể nắm giữ địa tịch tỉnh. Này đại tuệ, ba hạng người đó liệt khỏi phiền não chướng huân tập đạt được thanh tịnh theo pháp vô ngã, lời tha muội lạc hạnh thanh văn duyên giác đều rốt ráo chứng được pháp thân của Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Nghịch lưu tôn vô lậu, vãng lai và bất hoàng, ứng cúng và A-la-hán, nhân tâm đó mê hoặc,
Ta nói đủ ba thừa, một thừa, chẳng có thừa. Các thánh hiểu như thật, phàm phu chẳng biết thông. Pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa khỏi hai giáo. Kiến lập cả ba thừa, vì trụ chỗ tịch tỉnh. Các thiền dài vô lượng, tam a đề vô sắc, vô tưởng định nhiệt tận, trong tâm cũng đều không. Này đại tuệ, thừa vô tánh là gì? Nghĩa là nhất xiển đề. Này đại tuệ, nhất xiển đề thì không có tánh niết bàn. Vì sao? Giở trong giải thoát. Nhất xiển đề chẳng sinh ra tính thông, chẳng nhập vào niết bàn. Này đại tuệ, nhất xiển đề thì có hai loại, những gì là hai? Một, thiêu đốt tất cả căn lành. Hai, thương xót tất cả chúng sinh và phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh trong các cõi. Này đại tuệ, sao gọi là thiêu đốt tất cả thiện căn? Nghĩa là chế bai tạng Bồ Tát mà nói như vậy. Những người đó chẳng thuận theo kinh luật giải thoát mà nói, sẽ bỏ các thiện căn, vậy nên chẳng đạt được niết bàn. Này đại tuệ, thương xót chúng sinh mà phát nguyện độ hết cõi chúng sinh thì đó là Bồ Tát. Này đại tuệ, Bồ Tát phương tiện khởi nguyện rằng, nếu các chúng sinh chẳng vào niết bàn thì ta cũng chẳng vào niết bàn, vậy nên đại Bồ Tát chẳng vào niết bàn. Này đại tuệ, đó gọi là hai hạng nhất thiện đề, không có tánh niết bàn. Do nghĩa này nên quyết định chấp diệu hạnh nhất thiện đề. Bồ Tát đại tuệ bạch Bạch Thế Tôn, hai hạng nhất thiện đề này là những hạng nhất thiện đề nào thường chẳng vào niết bàn? Đức Phật bảo là Bồ Tát đại tuệ, nhất thiện đề thường chẳng vào niết bàn. Vì sao? Vì có thể biết rõ tất cả các pháp vốn là niết bàn, vậy nên chẳng phải ở niết bàn, chẳng phải hàng xiển đề sẽ bỏ tất cả thiện căn. Vì sao? Này đại tuệ, vì người đó là xiển đề sẽ bỏ ta thiện căn, nên gặp các đức Phật thì tri thức liền phát tâm bồ đề, sinh ra các thiện căn thì chẳng chứng đắc niết bàn. Vì sao? Này đại tuệ, vì các đức Phật Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng sinh, vậy nên này đại tuệ, Bồ Tát nhất xiển đề thường chẳng vào niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, để đem bổn ăn nặng chiếu quốc của ba đường. Nếu có ai thấy nghe, để phát tâm bồ đề, hữu báo thân này sẽ mất cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi tâm dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.